Và bây giờ thưa quý vị, lá cờ vàng ba sọc đỏ do các em học sinh của các trường trung học tại miền Nam California đang diễn qua khán đài, để chúng ta tiếp nối sẽ là các em học sinh của các trung tâm Việt ngữ tại miền Nam California trong màu áo thật rực rỡ và đầy sức sống, tượng trưng cho thế hệ người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ. Và các em cũng cầm trên tay những lá cờ vàng ba sọc đỏ của cha ông và tiếp nối với tinh thần người Việt quốc gia của chúng ta. Chào đón tất cả các em của các trường Việt ngữ tại miền Nam California. Và theo sau thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy là đài truyền hình SBTN, một hệ thống truyền hình Việt Nam đầu tiên và lớn nhất tại hải ngoại, phát hình 24 giờ để phục vụ người Việt hải ngoại từ hơn 16 năm qua. Thưa quý vị, với chủ đề của SBTN năm nay là Sài Gòn xưa, để tái tạo hình ảnh của những con đường Sài Gòn cùng với những chiếc Vespa, những chiếc xe hơi cổ điển thời thập niên 60-70, những chiếc xích lô của thời thân quen, với những tà áo dài trắng của những cô nữ sinh Sài Gòn sau khi tan trường. Và đặc biệt đang tiến về khán đài thưa quý vị trên chiếc xe cổ điển là nhạc sĩ Trúc Hô, tổng giám đốc của đài truyền hình SBTN, nhạc sĩ Việt Khang. Hello Việt Khang. Cô giáo và sứ công viên Diệu Quyên. Hello Việt Khang, welcome to America. Welcome Việt Khang. The freedom is not free, but eventually he got here to the United States. Và các bạn trẻ của đài truyền hình SBTN đang lái những chiếc xe Vespa rất đẹp đi ngang trên đại lộ Bonsa, rất đẹp. SBTN is also opening audition for SBTN Voice, a brand new singing competition and reality show. You can register for the competition at sbtnvoice.com. Voice này là hát hay là sứ công viên? Dạ, chắc là hát đó. Và đây thưa quý vị, chúng ta có ông Greg Haskin for Assembly. Thưa quý vị, ông bà Greg Haskin có hai người con. Người lái xe hôm nay chính là con trai của ông, là kỹ sư Ryan Haskin. Và cô con gái là cô Paige Haskin, hiện đang làm việc cho Đảng Cộng Hòa Caucus ở thủ phủ Sacramento, đang ra tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang năm nay, địa hạt 72. And we have the City of Westminster Mayor Chí Tạ với phu nhân cùng với con trai. And we have, this is the City Council Member of City Westminster, Sergio Contreras. Happy New Year, Sergio. Lizzie, right? Thank you. One more for the late beautiful lady here. Oh, okay. Và đặc biệt lì xì của nghị viên Sergio có bằng tiếng Việt nữa nha thưa quý vị. Vạn sự như ý, rất đẹp. Thank you, Sergio. Thị trưởng Trí Tạ cũng đang đi bộ để bắt tay các đồng hương của chúng ta hai bên đường. And I believe this year Sergio running again for City Council of Westminster. Và chúng ta có nghị viên mới đắc cử, Kimberly Ho. Vâng, Kimberly Ho and her husband, Dr. Daniel, and their sons, Weston and Justin. Dr. Kimberly Ho is the newest elected councilwoman, and is the first Vietnamese-American woman elected to the Westminster City Council. Và nghị viên của Westminster là bà Maggie Rice. Năm nào cũng thấy bà. Chúc sức khỏe đến bà. And thưa quý vị, chúng ta năm nay đặc biệt là năm con chó. Thành ra chúng ta có đoàn diễn hành của K9 Police Dog. The Westminster is celebrating the year of the dog by having this amazing K9 Police Dog in the parade. These beautiful dogs are specially trained to assist police and other law enforcement personnel. The duties include searching for drugs and explosives, locating missing people, fighting crime evidence, and protecting their handlers. A big thank you to California Highway Patrol, Cal State Fullerton,
Cedar Beautiful Park, Brea, Cypress, Garden Grove, Huntington Beach, Irvine, Orange, Tustin, and Westminster for bringing their remarkable dogs to the part of this year's Ted Parade. Welcome our K-9 police dog! Tất cả các đoàn cảnh sát của quận Cam đều có mặt trong ngày hôm nay với Dạ vâng, những chàng cảnh sát gọi là quân khuyển, thưa quý vị. Quân khuyển để bảo vệ cho chúng ta làm những công việc mà con người chúng ta không làm được, thưa quý vị. Đó là đánh hơi, tìm kiếm những người mang drugs và bảo vệ an toàn, an ninh cho người dân ở trong vùng. Và đây là những chú chó bằng hơi cùng tham dự trong chương trình diễn hành trong ngày hôm nay. Dẫn đầu của phái đoàn dân biểu liên bang ông Lou Korea. Dân biểu liên bang Lou Korea là một cư dân lâu năm tại quận Cam. Dân biểu Lou Korea là một người bạn quen thuộc của cộng đồng Việt Nam chúng ta và đại diện cho tiếng nói của chúng ta trong Quốc hội Hoa Kỳ. Ông cho đây là một cái niềm vinh dự cho ông và sẽ tiếp tục nỗ lực của ông hết mình trong con đường phục vụ cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Yes, we just have the group of young supporter and volunteer on behalf of Congressman Lou Korea of 46th District. And now we looking forward to the next coming hour. Yes, our Hương nghị sĩ Janet Nguyễn coming forward to the stage. Và trong khi chờ đợi một lần nữa, chúng tôi cảm ơn tất cả những quý vị mạnh thường quân đã bảo trợ cho chương trình diễn hành Tết năm nay, thưa quý vị. Title sponsor, chúng tôi cảm ơn AMD Michael Dow đã bảo trợ cho chương trình diễn hành Tết năm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn Platinum sponsor bao gồm có EV Princess, Miley Jewelry, Lexor The Key to Salon Success, Asian World Media, bác sĩ Trương Văn Như. Và tin trước khán đài của chúng ta là đoàn xe cũng như là diễn hành của Thượng nghị Thượng viện tiểu bang California, địa hạt 34 của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã được đắc cử vào Thượng viện tiểu bang Cali năm 2014 và đại diện cho 12 thành phố, bao gồm tất cả trong khu vực Little Sài Gòn, quận Cam và một số thành phố của quận Los Angeles. Và trong nhiều năm qua thì Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã luôn tranh đấu cho các tù nhân lương tâm, cho đất nước Việt Nam có được sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Bà cũng luôn tích cực trong công việc gìn giữ văn hóa, phong tục Việt Nam cho thế hệ trẻ. And sitting on the convertible car is Janet Nguyễn's son and kids, beautiful kids. Now we have Assemblyman Matthew Harper. Happy New Year, Matthew! Chúc mừng năm mới! Assemblyman Matthew Harper was first elected to California State Assembly in November 2014 to represent the 74 district, which include Huntington Beach, Costa Mesa, Irvine, Newport Beach, Laguna Beach, and Laguna Woods. He enjoys surfing and takes pride in the perfect surf, which can always be found in his district. Assemblyman Harper and his wife, Elizabeth, currently live in Huntington Beach. He's currently serving his second term. And we have Assemblywoman Sharon Quirk Silver. Yay! First time joining the Ted Parade 2018. Sharon Quaker-Silver, as a teacher for 31 years, she has been a pillar in the lives of her student and pillar in the life of her student and their families, paving the way for the next generation for California leaders. Sharon has 4 children and married to Jesus Silver, also as a teacher. She resides in the city of Fullerton. Và thưa quý vị, dân biểu tiểu bang bà Sharon Quirk Silver đắc cử vào tháng 11 năm 2016, địa hạt 65, bao gồm các thành phố Anaheim, Buena Park, Cypress, Fullerton, La Palma và Stanton. Và đang tiến về khán đài là dân biểu Travis Allen.
Thưa quý vị, dân biểu Travis Allen đại diện cho địa hạt 72 bao gồm Little Sài Gòn của chúng ta. Ông đang ra tranh cử chức vụ thống đốc California. Ông đã và đang tranh đấu cho việc giảm thuế khí đốt mới, nâng cấp hệ thống đường xá và trường học tốt hơn, và làm cho cộng đồng của chúng ta được an ninh hơn bằng chính sách cứng rắn với tội ác. Assemblyman Travis Allen represents the 72 district, including all of the Little Saigon, and is running to be the next governor of California. He's fighting the new gas tax, working on to improve our roads and schools, and to make our community safe for us by getting tough on crime. Chúc mừng năm mới! Welcome to the 10th Parade 2018, Travis.